chỉ vì lấy trộm 60 đồng tiền của mẹ bị đầu thai làm than heo. Vào đời nhà Tùy trong khoảng niên hiệu đại nghiệp năm thứ 8, tức là năm 612, tại huyện Nghi Châu, tỉnh Quảng Tây, có người tên là Hoàng Phủ Thiên, lấy trộm 60 đồng tiền của mẹ. Người mẹ bị mất tiền tìm, tìm không thấy, truy xét tra hỏi, khiến cho tất cả những người trong nhà đều phải chịu đòn roi. Qua năm sau, Phủ Thiên chết, lại thác sinh thành một con lợn trong nhà. Lợn lớn lên, người nhà liền bán cho ông xã trường tại một thôn xa, được 600 đồng tiền. Đêm đó người vừa của Phủ Thiên vừa ngủ thiếp đi, thì mộng nhìn thấy một con lợn và nói rằng Tôi là chồng của cô trước đây, vì lấy trộm 60 đồng tiền của mẹ, nên khiến cho cả gia đình đều bị đòn roi. Do tôi ấy phải sinh làm thanh lợn, nay lại bị đem bán đi, mong cô hãy mau mau chuộc tôi về, nếu để chầm ách là tôi sẽ bị người ta giết thịt người vợ giật mình tỉnh dậy trong lòng hoàn toàn không tin nhưng khi thiếp ngủ lại lại mơ thấy như vậy lại còn nghe lợn hối thúc khẩn thiết hơn khi tỉnh dậy suy nghĩ rằng có thể tình hình đã gấp rút lắm rồi liền lập tức mặc áo vào sang gõ cửa phòng của mẹ chồng hóa ra mẹ của phủ thiên cũng đã thức giấc từ lâu vì bà cũng nằm mộng thấy giống hệt như cô khi ấy đã quá nửa đêm mà ông xã trưởng mua lợn cách đó đến 30 dặm Ba mẹ sợ không trụ được lợn lên lấy ra 1.200 quan tiền, sai người con cả cùng đi với đứa con trai của Vũ Thiên qua chuộc. Nào ngờ lễ tế của làng đã sắp xếp đầu vào đấy, nên ông xã trưởng nhất quyết cử tuyệt không cho chuộc lợn. Nhân lúc còn đêm tối, gia đình Phủ Thiên lên nhờ một đám côn đồ có thế lực để ép buộc xã trưởng phải cho chuộc lại. Xã trưởng bắt đắc dĩ không dám chống cự, đành thả lợn ra. Trên đường về đi ngang qua một bãi đất hoang rộng lớn, người anh cả liền nói với lợn. Nếu đúng là em ta, hãy đi lên trước. Lợn lập tức chạy lên phía trước, đi theo đúng đường mà về nhà. Sau đó, xóm riêng biết chuyện đều cười chê, đảm tiếu. Con cái của Phụ Thiên lấy làm xấu hổ lắm, suy nghĩ rồi bàn với nhau. Nếu để cha ta thế này, ắt con gái trong làng chẳng ai nhìn đến. Trước đây cha ta rất thanh với nhà họ từ, có thể mang gửi nhờ bên ấy, chúng ta định kỳ chu cấp thức ăn là được. Lời nghe qua những lời ấy, nước mắt chảy ra giàn rộ, liền vẫy đuôi rồi tự đi đến nhà họ Tư, cách đó 40 dặm. Đến niên hiệu đại nghiệp thứ 11, tức là năm 615, lợn chết ở nhà họ Tư,